Phần mềm Macro á, là một phần mềm mà được xem đánh giá là cái phần mềm tương đối chuyên nghiệp. Trước á, thì để cắt những cái tóc mai trên nền trắng thì chúng ta dùng cái hiệu ứng là Multilight. Thì bây giờ qua tới cái phần cao hơn á, là đó, trên những cái nền tạp hoặc là nền mà có những cái màu nó phức tạp, không thể tách bằng phương pháp bình thường được, thì người ta sử dụng Macro. Macro mà chúng ta sử dụng Macro 3.0. Thì trước tiên mình giả sử mình có một cái hình như thế này. Đây, cái hình này là tương đối đơn giản. Mình thấy nó có cái hoa hồng nằm trên cái nền lá lá xanh. Bây giờ mình tách cái bông hồng ra khỏi cái nền này đó, thì chúng ta phải chuyển cái hình này về cái chế độ là layer. Có nghĩa là khi mà cái hình chúng ta giả sử mà nó bị một cái hiện tượng là background hay nè, thì chúng ta phải nhấn nút vào đây để nó chuyển nó về layer. Chuyển về layer thì mới làm được, chứ nếu không thì nó sẽ không có thực hiện được. Thì sau chuyển cái layer xong rồi, chúng ta sẽ dùng một cái bộ lọc Macro. Bộ lọc là nếu mà chúng ta cài đúng á, thì nó nằm trong cái phần là Extensit, có chữ Macro đây nè. Chúng ta nhấn vào thì quý vị sẽ vô được cái cửa sổ của Macro. Thì cái cách mà để mà cắt nền và tạo ra những cái vùng chọn để mà lấy hình với bỏ hình, thì cái cách đầu tiên á, gọi là cách chọn đơn giản, đối với những cái hình ảnh mà không có tóc mai, có nghĩa là hình như thấy trên màn hình này là nó có mảng thôi, thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ thứ nhất. Cái công cụ này gọi là Keep Highlighter. Keep Highlighter tắt là chữ K. Mình đã chọn, mình thấy nó có một cái vòng tròn giống như bên Photoshop á. Nếu mà ta nhấn cho nó to hơn thì ta chọn cái phần Small trên Tool Option, còn muốn cho nó lớn hơn thì chọn là Large. Mà phím tắt là có thể là ta dùng là cái phím mở mặt vuông á là nhỏ, đóng mặt vuông là lớn. Đây, chúng ta sẽ vẽ. Ta vẽ cái vùng mà không vẽ sát như thế này. Nó khác với trong Xtract hoặc Bitmask là chọn sát, nhưng mà không, ta sẽ vẽ nó chừa khoảng hở tí xíu. Đấy, chừa khoảng hở như vậy là sai nè. Nếu trường hợp vẽ mà bị sai vậy, ta sẽ giữ phím Alt+S. Công cụ nó sẽ thành cái cục gom. Ta tẩy nó bỏ đi. Bỏ đi. Ta buông ra, nó chở công cụ này, ta sẽ vẽ tiếp tục. Vẽ tiếp tục. Thì cái vùng màu xanh lá cây này có nghĩa là vùng mà chúng ta sẽ giữ lại khi mà thực hiện với Macro, vùng ảnh sẽ được giữ lại. Thì sau làm cho nó vẽ xong một cái đường biên thế này, nếu mà giống như Photoshop thì chúng ta phải vẽ cho đóng kín, đúng không? Trong trường hợp này ta không cần phải đóng kín, ta chỉ giữ phím Ctrl. Thì cái công cụ chúng ta đang chọn Keep Highlighter nó sẽ biến thành nó thùng sơn. Chúng ta đổ vào đây thì nó tô xanh toàn bộ vùng này. Rồi cách thứ hai, bước 2 là chúng ta sẽ sử dụng tiếp công cụ là Crop Highlighter. Công cụ Crop Highlighter là công cụ có cái này nè. Mà cái màu cam này có nghĩa là Crop, có nghĩa là bỏ đi. Thì ta xóa bỏ đi. Ta sẽ cũng lấy tương tự như vậy, ta lấy vùng ngoài, ta không vô lấy sát nha. Ta lấy nó có khoảng hở một chút. Khoảng hở khoảng cỡ là từ 3 đến 5 pixel. Nó phải có sự ranh giới như thế này. Nếu mà cũng tương tự như vậy, lỡ mà ta dính sát vô, ta giữ phím Alt+S. Alt+S để ta xóa và ta làm tiếp tục ở đây. Tương tự như thế, quý vị cũng sẽ giữ phím Ctrl với gì đổ vào đây. Thì sau khi ta đã phân định rõ hai vùng, một vùng lấy và một vùng bỏ. Cái vùng màu xanh lá cây này có nghĩa là vùng ta sẽ lấy giữ lại. Còn những cái vùng màu đỏ này có nghĩa là vùng sẽ được bỏ đi. Còn cái khoảng hở này là cái khoảng này phần mềm nó sẽ tự động nó suy diễn để nó loại bỏ cái màu màu xanh và nó giữ cái màu đỏ lại, thì nó sẽ không tạo ra cái trạng thái là bị bóng ma. Nếu là chọn sáng nó sẽ tạo bóng ma. Rồi sau tới đây rồi các bạn sẽ chọn tiếp là công cụ Magic Brush. Công cụ Magic Brush là công cụ mà cái cọ nhưng mà nó có ba cái dấu sao. Công cụ này sau đó chúng ta sẽ vào trong lệnh là Edit, chúng ta nhấn vào lệnh Apply Tool to On hoặc là Ctrl A.
thì chương trình nó tự động thực hiện cho chúng ta, nó sẽ loại bỏ tất cả này, nó thực hiện nó cắt cho chúng ta rồi. Mà thấy nó đã cắt tất cả, nó bỏ cái nền rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó tắt luôn cái phần highlight, keep highlighter và group highlighter bằng cách là mình vô trong phần view. Sau đó chúng ta chọn vào mục là highlighter, ta chọn là high highlighter, hoặc là phím là shift cộng với cái phím đầu tiên trước phím số 1 á, là cái phím dấu ngã và cái phím này dấu quyền trước số 1 trên tab, như là dưới phím escape tương tự cái phím đó, ta nhấn đây thì ta thấy là tất cả nó đã được xử lý xong. Bây giờ chúng ta cho nó trở về bên Photoshop bằng cách ta nhấn vào lệnh file save apply hoặc cần cho s, thì nó sẽ thoát khỏi chương trình macro, nó quay trở lại Photoshop cho chúng ta. Nói vì thế giờ nó đã cắt cho chúng ta sạch sẽ cái nền. Bây giờ giả sử chúng ta muốn ghép cái nền mới thì chúng ta chỉ việc tạo một lớp dưới, ta thấy nó rất là ấn tượng, nó sẽ rất là ấn tượng. Mà nếu trường hợp này ta không dùng phương pháp này, ta dùng cái cách thông thường á, thì nó rất là cắt rất là lâu và xử lý khá nhiều công đoạn. Sẽ tôi tạo ra một cái nền như thế này. Ở đây nha. Đây quý vị thấy đây nè. Nó đã cắt rất là cái biên rất là đẹp. Nha, đây đã ghép cái nền mà thấy cái biên rất là đẹp. Thì cái cách cắt này nó gọi là cách cắt đơn giản với Macro. Giờ chúng ta sẽ qua cách cắt nó phức tạp hơn. Đó là cắt với tóc mai, có nhiều cái tóc con rất là nhiều. Và cái thứ ba là cắt những cái hiện tượng mà tóc trên những cái nền phức tạp. Đó là cái bài thứ hai và bài thứ ba.